Gần một tháng nay, căn nhà của bà Ngân ở thị trấn Yên Viên xuất hiện nhiều vết nứt bất thường. Những vết nứt ngày một dài và rộng. Mỗi ngày gia đình bà lại thêm những nỗi lo. Bắt đầu mới từ hôm mà khoan đến giờ là bắt đầu nứt trong nhà và nứt ở sân. Còn trước kia thì không nứt. Trước kia chúng tôi yên tâm là không gì, chỉ mấy dãy ngoài thôi. Nhưng mà đến bây giờ khoan và ấy xong thì nó xé cả tường nhà, mà xé cả sân, mà xé cả hiên rồi. Mới có độ tháng nay thôi, chưa đến tháng nay thôi. Mấy hôm vừa rồi mưa to bắt đầu nó lại càng sệ tợ, nó lại càng nứt tợ. Cách đó không xa, ngay sát bờ sông Đuống, gia đình chị Phượng cũng hàng ngày sống trong sợ hãi. Những vết nứt đầu tiên xuất hiện từ năm 2017. Đến nay, khi cơ quan chức năng càng sửa mố cầu Đuống, các vết nứt lại càng sâu rộng hơn. Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân sống tại tổ 2, thị trấn Yên Viên. Trong số hơn 50 người sống trong khu vực nguy hiểm, có cả người già và trẻ nhỏ. Nó lứt thì trước thì nó chỉ lứt bé thôi. Mà đến từ lúc nó khoan cầu thì nó lứt to, lứt cả tường, cả ấy này. Như nhà bên cạnh này, nó lún xuống khoảng 20 phân. Đấy, thì ở đây thì thật sự là có người già, trẻ con thì rất là sợ. Vì mình ở đây từ bé mà, lo bây giờ nhà có mấy trẻ con, không rồi lại còn hai ông bà già. Thì bây giờ thì cho nhà nước cũng giải tỏa, thì mình có đi thì đi, không thì thôi, chờ nhà nước khắc phục thôi. Theo người dân, nguyên nhân của những vết nứt này là do sửa chữa khắc phục sự cố nứt mố cầu Đuống. Người dân cho rằng sau khi đơn vị thi công dùng máy khoan sâu xuống lòng sông, cả khu vực xung quanh tiếp tục bị sụt lún. Cái bức tường kia là nó nứt hết, nứt toạc hết. Nó khoan cái mố cầu ấy kìa, cái chỗ nó đang làm ấy. Thế giờ nó bị nứt, nhưng mà ở sân nó nứt toác hơn thì bây giờ hôm cho nước xi măng vào thì giờ bịt thì nó không sao nữa rồi. Vì là cái chỗ mố cầu kia là chỗ đất nó nằm loáng đất thì nó mới khoan để nó nhồi xi măng xuống. Thế là nó mới bị nứt thêm. Thế đường đi thì nó cũng bị nứt dập ra thêm. Chứ còn trước thì nó chỉ gọi nó hơn nước dựa chân chim thôi. Nó cũng sợ chứ. Nó không lo thì làm nào nhỡ, nó lứt nó sập một cái gì làm nào. Vì các vị bảo ở dưới này nó làm ấy hết rồi. Chúng tôi sợ. Nó làm như thế này, một là khoan cầu, hai là kè. Ở ngoài kia nó sẽ, nhà chúng tôi ở đây là ảnh hưởng. Mà nhiều khi còn rung. Bây giờ ô tô nó đi là lặng là rung hết cả nhà này. Mấy tháng nay, gia đình người đàn ông này đã phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì những lo lắng bất an thường xuyên hiện hữu. Căn nhà vốn gắn bó bao năm, nay đã chẳng còn là nơi an toàn để trở về.